Xã hội ngày càng phát triển kéo theo đó là rất nhiều sản phẩm trôi nổi xuất hiện. Khi lựa chọn cho bé nhà mình mẹ thường đắn đo là không biết lựa chọn sản phẩm nào phù hợp và chất lượng. Vậy qua video này hãy cùng tìm hiểu một sản phẩm đang được nhiều mẹ Việt tin dùng Amano Enzyme Gold. Tại sao sản phẩm lại được lựa chọn sử dụng nhiều đến như vậy? Lý do Amano được nhiều mẹ lựa chọn cho em bé nhà mình là gì cùng tìm hiểu qua video dưới đây nhé. Những lưu ý khi mẹ lựa chọn thuốc bổ cho trẻ còi xương biếng ăn. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm bổ sung cho bé biếng ăn. Nhiều sản phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước nhưng cũng có không ít sản phẩm trôi nổi ngoài thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vì thế, mẹ nên là một bà mẹ thông thái trong lựa chọn sản phẩm cho em bé nhà mình. Để lựa chọn được những sản phẩm thuốc bổ cho trẻ còi xương biếng ăn thì mẹ nên tham khảo những lưu ý sau đây. Cách loại thuốc bổ cho trẻ biếng ăn có chứa enzyme tiêu hóa giúp tiêu hóa thức ăn tốt nhất, thuốc bổ cho trẻ còi xương biếng ăn nên có men vi sinh giúp cân bằng được hệ vi sinh đường ruột. Giúp hệ tiêu hóa bé khỏe mạnh thì có thể hỗ trợ bé ăn ngon hơn, tăng cân tốt hơn, chứa vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin nhóm B, vitamin A, vitamin D, kẽm, selen. Ngoài giúp bé ăn ngon hơn còn giúp nâng cao sức đề kháng. Giúp bé phát triển khỏe mạnh nên mua những loại thuốc bổ cho trẻ còi xương biếng ăn ở nơi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Không được mua những sản phẩm trôi nổi trên thị trường. Nên mua dạng cốm để có thể bảo quản và chia liều cho bé dễ dàng. Không cần quá đặt nặng sản phẩm phải được sản xuất tại nước ngoài. Các sản phẩm của Việt Nam hiện nay có rất nhiều sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ngoài ra những sản phẩm ở Việt Nam cũng được nghiên cứu và thử nghiệm đầy đủ không khác gì những sản phẩm chất lượng của nước ngoài vì thế nếu là một người mẹ thông thái hãy lựa chọn những sản phẩm chất lượng của việt nam những sản phẩm này không những có chất lượng tương đương với những sản phẩm nước ngoài mà còn có giá thấp hơn rất nhiều hơn nữa lại còn phù hợp với thể trạng người việt nam khi nào nên bổ sung thuốc bổ cho trẻ còi xương biếng ăn nhiều mẹ thấy em bé biếng ăn một chút là đã bổ sung thuốc biếng ăn cho bé tuy nhiên có những tiêu chí sau để mẹ có thể bổ sung sản phẩm hỗ trợ bé ăn ngon hơn vào lúc nào nhé khi bé có cân nặng thấp hơn các bé cùng trang lứa, bé có biểu hiện chán ăn kéo dài mẹ đã thử hết các cách nhưng không có hiệu quả, bé mệt mỏi hay cáu gắt ngủ nhiều hơn chơi, thấp bé hơn các bạn cùng tuổi, da xanh sao kém hoạt bát. Khi bé có những biểu hiện như vậy thì mẹ có thể suy nghĩ đến việc bổ sung thuốc bổ cho trẻ còi xương biếng ăn nhé. 3. Tại sao chọn Amano Enzyme Gold thuốc bổ cho trẻ còi xương biếng ăn? Thành phần Amano Enzyme Gold thuốc bổ cho trẻ còi xương biếng ăn, Amano enzyme gold chứa gì mà có thể hỗ trợ trẻ biếng ăn hiệu quả như vậy? Enzyme tiêu hóa tăng tốc độ phân hủy thức ăn bằng cách tăng tốc độ phản ứng hóa học. Biến chất dinh dưỡng thành các chất mà đường tiêu hóa có thể hấp thu được, bổ sung bào tử lợi khuẩn, cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Kích thích cơ thể sản sinh enzyme tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tình trạng khó tiêu và táo bón, các vitamin nhóm B kích thích bé ăn ngon miệng hơn, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng. Vitamin D3, bổ sung vitamin D3 cho bé phát triển xương cốt khỏe mạnh và tăng cường phát triển chiều cao cho bé, lysin và tauzin, đây là hai axit amin quan trọng và cần thiết mà cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải được cung cấp từ bên ngoài. Hai loại axit amin này kích thích vị giác trẻ, hỗ trợ hấp thu canxi tối ưu, hỗ trợ tim mạch DHA, giúp hỗ trợ cải thiện trí não cho trẻ. Công dụng của amanoenzyme gôn thuốc bổ cho trẻ còi xương biếng ăn bổ sung enzyme lactase giúp trẻ có thể hấp thu được đường lactose một cách dễ dàng. rất nhiều trẻ bị thiếu hụt enzyme này mà dẫn đến việc không dung nạp được lactose. bổ sung enzyme amylase tác dụng phân giải tinh bột enzyme protease giúp phân cắt các protein cho bé dễ dễ hấp thu bổ sung đủ chất cho bé. men tiêu hóa trẻ em loại này còn chứa các lợi khuẩn dạng bảo tử do đó chúng có khả năng sống ngay ở cả môi trường khắc nghiệt như axit dạ dày hay không bị phá hủy dưới tác dụng của kháng sinh kéo dài từ đó giúp bé có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh tăng cường sức đề kháng cho cơ thể bổ sung các vitamin và khoáng chất kích thích vị giác ở trẻ giúp trẻ ăn ngon miệng tăng quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể như các vitamin nhóm b kẽm lysin ngoài ra lysin canxi vitamin d là những chất có tác dụng kích thích tăng trưởng chiều cao ở trẻ do đó bé có thể phát triển được chiều cao tối đa liều dùng và thời gian sử dụng Đối với trẻ từ 2 đến 3 tuổi, mỗi ngày uống một gói, đối với trẻ từ 3 tuổi trở lên, mỗi ngày uống 1 đến 3 lần, mỗi lần một gói, đối với người lớn, mỗi ngày uống 2 đến 4 gói, có thể chia nhiều lần, thời gian sử dụng nên kéo dài trong ít nhất 1 đến 2 tháng mỗi đợt, đồng thời dùng nhắc lại từ 3 đến 4 đợt để hiệu quả đạt được là tối ưu. Amano Enzyme Gold thuốc bổ cho trẻ còi xương biếng ăn với nhiều ưu điểm vượt trội. Tại sao nên chọn Amano Enzyme Gold bổ sung enzyme tiêu hóa cho trẻ? Sản phẩm bào chế dưới dạng cốm rất dễ dàng cho mẹ sử dụng cho em bé nhà mình. Thành phần có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hương liệu tự nhiên không chứa chất bảo quản. Đây là thương hiệu hơn 120 năm, được thành lập năm 1899. Amano Enzyme Gold là thương hiệu chăm sóc sức khỏe số 1 tại Nhật Bản. Theo thống kê về đời sống và sức khỏe tại Nhật Bản thì mỗi gia đình Nhật sử dụng ít nhất một sản phẩm của Amano. Sản phẩm của tập đoàn Amano hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia, có mặt ở trên 10.000 hệ thống nhà thuốc, siêu thị và cửa hàng lớn trên khắp thế giới. Sử dụng Amano Enzyme Gold sẽ giúp trẻ cảm thấy ngon miệng hơn. Ngoài ra còn bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, trên đây là những lý do bạn nên chọn Amano Enzyme Gold cho bé còi xương biếng ăn. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo